Đó là câu chuyện kể về cách Đức Chúa Trời tìm kiếm một nàng dâu cho con một của Ngài. Mỗi sách một khác. Tôi cố gắng đưa cho các bạn những chìa khóa để tự mình giải mã Kinh Thánh. Giải mã Kinh Thánh cùng David Paulson. Sách Galati phần 2. Xuyên suốt sách Công Vụ, chúng ta thấy mối ràng buộc giữa Do Thái giáo và Cơ Đốc giáo dần nới lỏng ra. Ê-tiên và sự tuần đạo của ông đã khởi đầu điều đó. Vâng, ông là người đầu tiên tuần đạo vì vấn đề cụ thể này. Việc Philip bắp tem cho vị hoạn quan Ethiopia đưa nó đi xa hơn một chút. Sau đó là Phi-rơ với cọt đây. Không lâu sau, các tín đồ Do Thái ở Jerusalem rất nghi ngờ về chuyện đức tin mới này được đem đến với dân ngoại. Với họ thì điều đó có vẻ không Do Thái lắm. Nên cuối cùng, Phaolô đã lên Jerusalem để thách thức chính trung tâm của Hội Thánh đang sai những người chống truyền giáo này đi. Những người nói rằng chỉ tin không thôi là chưa đủ, anh còn phải chịu cắt bì nữa. Vấn đề thật sự không phải là phép cắt bì. Đằng sau đó là câu hỏi rằng, người ngoại có nên trở thành người Do Thái khi trở thành Cơ Đốc nhân hay không? Câu hỏi của Do Thái giáo là như vậy. Nhưng đằng sau đó là một vấn đề lớn. Vấn đề thật sự chính là sự cứu rỗi. Không phải là Do Thái giáo hay phép cắt bì, nhưng là sự cứu rỗi. Và câu hỏi chỉ là, điều đó đến bởi việc làm hay bởi đức tin? Hay cả hai? Hầu hết các tôn giáo trên thế giới là sự cứu rỗi bởi việc làm. Anh phải cầu nguyện, anh phải kiêng ăn, anh phải bố thí, vân vân. Thì đến cuối cùng, anh sẽ được hòa hợp với ông trời. Anh tự cứu mình bởi những nỗ lực của bản thân. Rõ ràng là tôn giáo tự cứu mình có sự thu hút người ta, vì nó cho họ niềm kiêu hãnh. Tôi đã đạt được nó. Như vậy là tự xưng công chính, và Chúa ghét sự tự xưng công chính. Ngài thà xử lý tội lỗi, còn hơn là sự tự xưng công chính. Chúa Giêsu không thể hòa hợp với những kẻ tự xưng công chính. Ngài làm bạn với tội nhân, nhưng còn những kẻ tự xưng công chính, người Pharisee, Ngài không thể hòa hợp được với họ. Sự cứu rỗi có phải chỉ bởi việc làm không? Chúng ta có thật sự phải gắng hết sức mình và thật sự nỗ lực để đạt đến đó không? Hay sự cứu rỗi là việc làm cộng với đức tin? Cái đó rất phổ biến. Tôi từng làm mục sư tuyên úy cho không quân Hoàng gia Anh và tôi làm tuyên úy tả phi lù cho các hệ phái khác. Có một tuyên úy công giáo và một tuyên úy anh giáo. Khi một đám người đến thì ông anh giáo sẽ nói, bao nhiêu người trong đây là người anh giáo được rửa tội? Và ông kéo 70% số người đi, rồi ông công giáo sẽ lấy tất cả những người nói giọng Iceland đi. Phần còn lại là của tôi. Tôi còn người Baptist, giám lý, cứu thế quân, Phật giáo, Hindu, Hồi giáo, bất khả chi vô thần, là một sư tuyên úy cho người vô thần hay lắm. Nhưng đó là một câu chuyện khác. Nhưng có những người ngồi đó trước mặt tôi thường hỏi, bao nhiêu người giám lý, bao nhiêu người Baptist, bao nhiêu cứu thế quân họ giơ tay lên. Và lấy cùng một tông dòng đó, tôi hỏi, có bao nhiêu Cơ Đốc nhân? Im lặng như tờ. Thi thoảng sẽ có một cậu giơ tay lên và cười. Nhưng thường thì họ sẽ nhìn quanh quất, xem có ai không. Tôi nói, thôi nào, các anh nhận là người giám lý và bác tít. Thế có bao nhiêu là Cơ Đốc nhân vậy? Nhưng cha nói Cơ Đốc nhân có nghĩa là gì ạ? Thế theo các cậu thì ý tôi là gì? Họ luôn trả lời giống nhau, một người giữ 10 điều răn. Tôi đoán là họ lấy ý tưởng đấy từ hồi còn nhỏ, đọc thấy chúng trên tường. Nhưng tôi nói, được rồi, cứ cho là như thế đi. Cơ Đốc nhân là một người giữ 10 điều răn. Thế ở đây có bao nhiêu Cơ Đốc nhân? Lại nhìn quanh quất. Họ lại hoang mang thực sự. Rồi có người lên tiếng. Nhưng cha ơi, làm sao mà giữ hết được chỗ đó hả? Tôi lại nói, thế các anh phải giữ bao nhiêu điều để làm Cơ Đốc nhân? Họ luôn trả lời là 6 trên 10. Tôi nói, được rồi, cứ cho là thế đi. Cơ Đốc nhân là một người giữ 6 trên 10 điều răn. Thế ở đây có bao nhiêu Cơ Đốc nhân? Và điều đó dẫn đến một cuộc thảo luận sôi nổi xem Cơ Đốc nhân là một người như thế nào. Tôi cho họ thảo luận, và đây là những điều khiến họ vật vã thật sự. Việc làm cộng đức tin nói rằng, hãy làm nhiều nhất có thể, và có đức tin với những gì mà anh không xoay sở được. Giữ càng nhiều điều răn càng tốt, rồi xin Chúa tha thứ cho những điều anh không tài nào giữ được. Đó là hiểu biết thường thấy nhất về Cơ Đốc giáo tại nước Anh này. Những người làm lành. Còn có những người nói rằng, không, phải là đức tin cộng việc làm. Anh bắt đầu từ đức tin, rồi tiếp tục với việc làm.
và giữ luật pháp sau khi tin. Nhưng anh phải giữ luật pháp. Đó là điều những người theo Do Thái giáo này nói. Hãy bắt đầu từ đức tin, sau đó phải giữ luật. Thế nên Phaolô mới nói với những người Galati rằng, anh em đã bắt đầu với Thánh Linh, sao bây giờ lại kết thúc bằng xác thịt? Vì luật pháp thuộc về xác thịt. Đó là nỗ lực của anh em. Không phải Thánh Linh làm điều đó trong anh em, mà anh em tự làm điều đó. Điều Phaolô bảo vệ là chỉ có đức tin mà thôi. Đức tin từ đầu chí cuối. Ông thường nói như vậy, đức tin từ ban đầu đến cuối cùng. Ông nói, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu. Đây là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tiếp tục tin. Lại là thì hiện tại tiếp diễn. Vì đó là từ đức tin đến đức tin. Hay đức tin từ đầu chí cuối. Theo bản dịch NIV. Nói cách khác thì chúng ta không thể thỏa hiệp về điều này. Anh chị em phải tiếp tục tin. Đó là điểm trọng tâm. Không phải là tin lúc ban đầu rồi cố gắng làm để đạt được, mà là tiếp tục tin. Bảo người ta rằng họ cần tiếp tục tin và bảo họ rằng giờ đây họ cần giữ luật pháp là hai điều rất khác nhau, khác xa nhau. Đây chính là vấn đề mà Phaolô đang tranh chiến. Ông đang tranh chiến cho sự tự do cơ đốc. Đưa luật pháp vào bất cứ giai đoạn nào là đặt họ dưới sự ruột sẵn. Vì Chúa Giêsu chỉ chấp nhận điểm đậu duy nhất cho luật pháp là 100%. Hoặc là anh giữ hết, hoặc là anh phá luật. Điều đó đúng với luật giao thông. Nếu cảnh sát giao thông bắn tốc độ tôi, thì tôi không thể nói là, nhưng đồng chí ơi, trên đường đến đây, gặp đèn đỏ nào mà tôi chả dừng. Cảnh sát sẽ nói, tôi không cần biết là anh có dừng đèn đỏ hết hay không. Vấn đề là anh đã phạm luật rồi. Đó là điều Chúa nói. Vì luật pháp là một chuỗi ngọc trai, một chiếc vòng cổ. Sự thánh khiết là một chỉnh thể. Anh làm đứt chỗ nào thì ngọc trai cũng sẽ rơi hết xuống đất. Anh đã phá luật, dù anh phá 1, hay 9, hay 10 điều. Giống như ba người bị mắc kẹt trên một tảng đá và thủy triều đang kéo đến. Tảng đó cách bờ 3 mét. Người đầu tiên nhảy xuống và anh ta chỉ nhảy được 1/3 quãng đường rồi chìm. Người thứ hai nhảy xa hơn và anh ta cố nhảy được 2/3 quãng đường rồi chìm. Người thứ ba chỉ thiếu có 15 phân. Nhưng anh ta cũng đi đời. Thực ra thì không quan trọng là anh giữ luật ít hay nhiều. Nếu anh không làm được 100%, thì anh cũng tiêu đời như khi phạm phải hầu hết chỗ đó. Đức Chúa Trời nghĩ như vậy đó. Lời Ngài nói như vậy đó. Đáng rủa thay là kẻ không bền chí tuân giữ mọi điều đã chép trong sách luật pháp. Kinh Thánh chép như vậy. Anh chị em sẽ hứng chịu sự rủa xả đó nếu cứ cố giữ các điều răn và lên thiên đàng bằng nghị lực của bản thân. Nhưng tin lành có một lối công chính khác hẳn. Tất nhiên, có một câu hỏi rành rành là, thế thì tại sao Chúa lại ban 10 điều răn? Sao Ngài lại ban luật của Môi-se làm gì? Câu trả lời có trong Galati. Câu trả lời là, bằng cái thước thẳng của luật pháp mà chúng ta nhận ra là mình cong quẹo đến nhường nào. Nói cách khác là chỉ có luật pháp mới cho chúng ta biết rằng mình là tội nhân. Chúng ta không thấy mình sai trái như thế nào cho đến khi nghiên cứu luật pháp Chúa. Lúc ấy chúng ta mới biết Chúa ban luật pháp để chuẩn bị chúng ta cho Đấng Christ. Ngài cho chúng ta thấy rằng chúng ta không thể giữ được luật pháp đó. Thế nên dạy về 10 điều răn có thể khiến người ta nhận thức được tội lỗi vì họ nhận ra rằng họ không thể nào giữ được chúng, nhất là theo cách Chúa Giêsu diễn giải lại. Rồi chúng ta đến với vấn đề thực sự về sự tự do. Lần đầu tiên tôi đưa một bức tranh ra đây cho các công cụ trực quan. Đó là toàn bộ thư Galati trong một bức tranh. Nó rất đơn giản thôi, nhưng để tôi giải thích. Chúng ta phải bắt đầu từ đâu đây? Ba điều mà chúng ta đang nói đến là chủ nghĩa luật pháp, sự tự do và sự phóng túng. Chủ nghĩa luật pháp là kẻ thù của sự tự do, nhưng người ta không nhận ra là sự phóng túng cũng thế. Chương 1 và 2 trong Galati nói về sự tự do của chúng ta trong Đấng Christ, nhờ ân huệ của Chúa Cha. Chúng ta đang ở trong ánh nắng của tình yêu Ngài, trong sự tự do của Thánh Linh, và nền tảng là đức tin nơi Chúa Con. Như vậy, Cha, Con và Thánh Linh đang cho chúng ta sự tự do để đứng đây. Nhưng có hai cách để đánh mất sự tự do đó. Một là trượt về luật pháp, là một cái lầm. Chúng ta bị kẹt trong đó.
Chúng ta cố gắng trèo ra, nhưng không thể. Một khi đã trở lại luật pháp, thì chúng ta sẽ bị trói buộc, bị nô lệ, và lại hứng chịu cơn giận của Chúa, vì chúng ta làm sao mà giữ hết được luật pháp. Nhưng có một cách khác để đánh mất sự tự do của bạn, đó là trượt xuống bên này, vào vũng lầy của xác thịt. Đó cũng là sự trói buộc, nhưng là bị trói buộc bởi chính bản thân mình. Theo cách này, thì bạn lúc nào cũng bị trói buộc bởi những người khác vì những luật lệ của họ. Còn theo cách này, thì bạn bị trói buộc bởi chính ham muốn của mình và lại hứng chịu cơn giận của Chúa. Bạn mất đi sự tự do của mình. Có ai từng đến vực Striding Edge? Giống như kiểu sống lưng khủng long trên đỉnh Tà Xùa của Việt Nam chưa? Đó là một minh họa tuyệt vời, vì nó là một con đường rất hẹp và sắc ngay trên đỉnh núi, và hai bên là vực thẳm mà chúng ta gọi là tung lũng lòng chảo. Chúng bị hõm xuống vì những quả cầu băng lớn trong kỳ băng hà lăn lại. Và khi hai quả cầu lăn vào nhau, chúng để lại mỏm rất sắc này. Núi Matterhorn ở Thụy Sĩ là do ba quả cầu băng lăn vào nhau và để lại ngọn núi ba cạnh. Nhưng một cạnh sắc như thế này là do hai quả cầu băng. Thật tuyệt vời khi đi bộ trên sống lưng khủng long. Nhưng nếu đi lúc có gió mạnh, thì cách an toàn duy nhất là quỳ gối. Ở đây có một bài học đạo đức rồi đó. Rồi, quay về bài giảng nào. Sống lưng khủng long. Chúng ta đang bước đi trong sự tự do của Thánh Linh, như đi trên sống lưng khủng long mỏng manh. Quá dễ để trượt sang bên này hoặc bên kia. Và có thể nói, mối nguy lớn nhất đối với sự tự do cơ đốc là chủ nghĩa kinh luật. Thật đáng ngạc nhiên, vì sự phóng túc khá là rõ rồi. Khi các hội thánh bắt đầu lập ra thêm luật lệ, thì bạn rất dễ sa vào chủ nghĩa luật pháp. Và chủ nghĩa luật pháp giết chết sự tự do trong thánh linh. Bước vào một liên hữu theo chủ nghĩa luật pháp là bạn biết ngay, ai cũng mím môi hết. Anh chị em đã bao giờ thấy điều đó chưa? Có một kiểu biểu lộ cứng nhắc, nghiêm nghị trên mặt người ta. Họ lại ở dưới luật pháp. Họ đang tuân giữ nó. Nhưng ôi, nó khiến bạn khó chịu. Nó khiến bạn nghiêm khắc. Đó không phải là sự tự do của thánh linh. Chủ nghĩa kinh luật biến mọi thứ thành luật lệ hơn là mối quan hệ. Có lẽ đó là chìa khóa. Và một người nghĩ rằng mình là cơ đốc nhân vì người đó giữ các luật lệ. Không hút thuốc, không cờ bạc, không rượu bia, không làm điều này, không làm điều kia. Nên họ giữ luật lệ, nhưng mối quan hệ đã biến mất. Tôi sẽ lấy một minh họa đơn giản cho điều này. Có một cậu thanh niên đến hội thánh chúng tôi tại Buckinghamshire, tên là Don. Cậu hơi giống một viên kim cương thô. Nhưng cậu đến với Đấng Christ và vài tuần sau đó, cậu nói với tôi, David ơi, cơ đốc nhân có nên ra rạp xem phim vào các tối chủ nhật không? Vâng, tôi bị cám dỗ trích Ezechia, chương 3 câu 16, anh chị em biết rồi đó. Nó nói rằng cơ đốc nhân không được ra rạp xem phim vào các tối chủ nhật. Nhưng tôi chống lại cám dỗ và nói, Don, tôi sẽ không nói cho cậu biết đâu. Tại sao vậy? Vì cậu phải tự tìm hiểu từ nơi Chúa Giê-xu. Nếu có chỗ nào rõ ràng trong Kinh Thánh thì tôi sẽ bảo cậu ấy. Vì chúng ta có thể nói với thẩm quyền về vấn đề mà Thánh Linh đã nói. Nhưng theo những gì tôi biết, thì Kinh Thánh không đề cập đến câu hỏi đó. Nên tôi nói là, cậu phải tự tìm hiểu nơi Chúa Giê-xu. Thế tôi tìm hiểu thế nào đây? Tối chủ nhật tuần sau, cậu đưa ngài đi cùng xem ngài có thích bộ phim ấy không? Thế là tối chủ nhật tuần sau, Don đến rạp chiếu phim ở thị trấn Grand Cross, và cậu ấy nói với cô gái bán vé là bán cho tôi 2 vé. Lúc đó, cậu đi có một mình, và không có ai đứng cạnh cậu. Cô gái hỏi, anh có đi cùng bạn gái không ạ? Không, không sao, tiền đây, cho tôi 2 vé. Nhưng có ai đi cùng anh đâu? Tôi không muốn giải thích, tiền đây bán cho tôi 2 vé. Vâng, phụ nữ vốn hay tò mò nên cô ta không chịu. Cô ta hỏi, thế thì anh mua cái vé kia cho ai? Nếu cô khăng khăng muốn biết thì tôi mua cho Chúa Giê-xu đấy. Cô ta sợ chết khiếp. Cô ta nhấc điện thoại lên và gọi quản lý xuống. Và người quản lý xuống và hỏi, chuyện gì thế? Anh này muốn mua 2 vé, thì bán cho anh ta 2 vé, cô gọi tôi xuống làm cái gì? Anh ấy muốn mua 1 vé cho Chúa Giê-xu. Người quản lý bây giờ thì không hiểu được rồi. Ông ta lắp bà lắp bắp rồi nói, thì sao nhỉ? Nếu anh ấy sẵn sàng trả tiền thì cứ thế mà bán thôi. Càng tốt chứ sao? Thế là cậu ấy mua được 2 vé và vào bên trong. Cậu ấy bảo, Chúa ngồi ghế này nhé, con sẽ ngồi ghế này. Phim chiếu được 10 phút thì cậu hỏi, Chúa xem thấy có thích không ạ? 2 phút sau thì cậu đi ra. Một số người sẽ nói chăn chiên như vậy là dở rồi. Lẽ ra ông phải chịu trách nhiệm với quyết định của cậu ấy chứ.
Tôi tin rằng chân chiên như vậy lại là tốt đấy, vì đó là sự tự do của Thánh Linh. Quá dễ để tôi đưa ra một quy tắc mới. Và tôi không nói rằng Cơ Đốc nhân ra rạp xem phim là sai. Nhưng với cậu ấy thì Chúa Giêsu nói, cái đó không dành cho con, hiểu không ạ? Đây là sự tự do của Thánh Linh. Không phải là làm những gì bạn muốn, không phải là làm những gì người khác bảo, mà là để Thánh Linh dẫn dắt bạn. Sự tự do thật, như Phaolô nói trong thư này, không phải là tự do để phạm tội, mà là tự do để không phạm tội. Đó là sự tự do thật. Không một người vô tín nào có sự tự do đó. Ấy là sự tự do mà Chúa muốn cho chúng ta. Nhưng quá dễ để cố gắng ngăn người ta nương theo xác thịt bằng cách đặt thọ giữ luật pháp. Đó là câu trả lời duy nhất của một số hội thánh, thấy không ạ? Họ đang cố gắng bảo vệ các thành viên của mình khỏi làm điều này, rơi vào đầm lầy này, mà không nhận ra là bên kia cũng tệ không kém. Chủ nghĩa kinh luật cũng là kẻ thù của sự tự do, giống như sự phóng túng. Anh chị em đã hiểu chưa? Đó là toàn bộ lập luận của Galati. Chương 1, chương 2 nói về sự tự do này. Chương 3, chương 4 nói về chủ nghĩa luật pháp là điều có thể phá hỏng nó. Chương 5, chương 6 nói về mối nguy ngược lại. Như vậy, Phaolô đang chiến đấu trên hai mặt trận, và đó là vấn đề thực sự. Trong hầu hết các vấn đề, anh chị em sẽ thấy mình chiến đấu trên hai mặt trận để giữ lẽ thật, giữ sự tự do và bước đi trên sống lưng khủng long, thật sự cần phải khéo léo. Hãy xét đến ba điều này. Còn đủ thời gian không nhỉ? À còn. Đầu tiên, hãy xét kỹ hơn đến chủ nghĩa kinh luật hay chủ nghĩa luật pháp. Phép cắt bì là mắt xích đầu tiên của người Galati. Đó sẽ là khởi đầu của chủ nghĩa luật pháp. Anh phải làm cái này. Nó không thuộc Tin Lành, và họ sẽ phải giữ hết những điều còn lại. Khi bạn nói với người ta rằng họ không ở dưới luật pháp nữa, chẳng phải là người ta sẽ lợi dụng điều đó, người ta sẽ trở nên vô tổ chức sao? Và một trong những sai lầm ngược lại là thuyết chống luật pháp. Tiếng Anh là antinomianism. Anh chị em đã bao giờ nghe đến từ đó chưa? Thực ra là anh chị em cũng không cần biết làm gì, nhưng anti nghĩa là chống. Nominism nghĩa là luật pháp, nghĩa là nếu bạn bảo người ta rằng họ không ở dưới luật pháp nữa, thì chẳng phải là họ sẽ đi và phạm tội sao? Một số người có đầu óc hạn hẹp chỉ thấy được hai điều này, rằng nếu không ra luật, thì người ta sẽ trở nên buông tuồng. Các hội thánh có cách phát triển luật lệ thật kỳ lạ. Khi tôi còn là mục sư bên giám lý, có một cuốn sách dày hơn một phân gọi là Thực hành hiến chế và kỷ luật của hội thánh giám lý. Giờ thì nó đã dày hơn 8 phân rồi. Mỗi năm họ lại đóng thêm 40 trang vào đó. Nghe này, nếu luật lệ có thể đem đến sự phấn hưng, thì những người giám lý chắc sẽ bỏ xa chúng ta. Nhưng mọi chuyện không diễn ra như vậy. Thật dễ để cố gắng quy định và ra luật cho cái này, cái kia, nghĩ rằng bằng một cách nào đó, tổ chức sẽ đem lại sự sống. Không đâu. Sự tự do đem lại sự sống. Và Đức Chúa Trời giải phóng chúng ta để được tự do. Hãy canh chừng chủ nghĩa kinh luật bằng đôi mắt cứu phỏ. Nếu rơi vào đó, thì chúng ta sẽ thành ra cứng nhắc và đạo đức giả, vì không ai dám nói với người khác là mình phạm luật. Không dám nhận, vì sợ người ta nghĩ mình không chấp nhận được. Anh chị em đã nghe cụm từ đó bao giờ chưa? Ấy là chủ nghĩa luật pháp. Lại xét đến sự phóng túng. Vâng, có một mối nguy thật sự ở phía bên này. Và Phaolô nói, những công việc của xác thịt, hãy cảnh giác với chúng. Có một đầm lầy, đó là một dạng khác của sự nô lệ. Nó nhấp nhúa, lún sâu, bẩn thỉu, rất dễ trượt xuống và rất khó thoát ra khỏi. Những công việc, hãy lưu ý đây là dạng số nhiều, những công việc của xác thịt, một số cái rất rõ ràng, buông tuồng, phủ phép, nghiện ngập, lăng băm, tất cả nghe thật giống với thời hiện đại. Rồi có những cái rất khó thấy, gây gổ, phe đảng, ghen ghét, đố kỵ, định kiến. Những điều đó khá khó thấy, nhưng đó là đầm lầy của xác thịt. Hãy chú ý rằng ở đây, Phaolô đang tranh luận gay gắt về phép cắt bì. Nhưng ông đang nói về những người không vừa ý với mọi chuyện. Dù có đem vấn đề nào ra thảo luận, thì họ cũng chia người ta thành phe cánh. Đó là một điều khác.
Chắc chắn là anh chị em biết điều Phaolô đang nói đến, sự chia rẽ này, cái rầy rà này, kiểu nhân cách có quá nhiều góc cạnh mà bạn không thể đến gần họ, kiểu người có đức tin rời núi nhưng lại để nó ngáng đường mọi người. Mà có biết ai như thế không? Tôi e là mỗi hội chúng có một hay hai người như vậy. Điều đó thuộc về xác thịt. Nó rất khó thấy, nhưng đó là những công việc của xác thịt. Phaolô nói rằng khi có người trượt xuống đây, và tôi e rằng điều này xảy ra liên tục. Khi có bê bối nào đó trong hội chúng của bạn, một bê bối nào đó về một nhà truyền giảng trên truyền hình, những người khác nên làm gì? Và Phaolô nói một cách trang trọng nhất rằng nếu điều này năm thì mười họa mới xảy ra, nếu họ vừa trượt xuống đó, thì hãy nhanh chóng đỡ họ lên. Vì anh chị em cũng có thể bị trượt. Có rất nhiều vỏ chuối trên con đường cơ đốc. Ông nói, nếu có người nào vô tình phạm tội, thì những anh chị em còn lại, hãy lại gần và đỡ người đó lên. Cũng hãy làm vậy, cách khiêm nhường. Vì đó có thể là chính anh chị em. Như ông nói, phạm tội theo thói quen là một vấn đề khác. Nếu có người trượt xuống đó, thì hãy đỡ anh ta dậy. Đưa anh ta trở lại sự thông công, chữa lành cho anh ta. Nhưng nếu có người cứ cố tình và chủ ý đắm mình trong đây, thì ai gieo giống gì sẽ gặt giống đấy. Ông tuyên bố rất nghiêm trọng, nếu họ cứ mãi ở trong đó, thì họ sẽ không được hưởng vương quốc. Ở đây lại có một điều tôi từng nghe đến, một trong những điều mà Cơ Đốc nhân ngày nay đang vật lộn với nó. Cái kiểu được cứu một lần là đủ cả. Nhưng hãy nghe Phaolô. Sau khi liệt kê các công việc của xác thịt diễn ra ở đây, ông nói, tôi cảnh cáo anh em, như tôi đã từng cảnh cáo, những ai tiếp tục làm các việc như thế sẽ không được hưởng vương quốc Đức Chúa Trời. Ở đây ông đang nói với các tín đồ. Ông không nói với những người trượt xuống đó và cần phải được đỡ dậy ngay, mà với những người đắm chìm mãi trong đó. Họ nói, tôi vẫn ổn, tôi đã có tấm vé lên thiên đàng rồi. Phaolô nói, anh không ổn, anh sẽ không được hưởng vương quốc. Đó chỉ là một trong những lời cảnh cáo của ông, và là một lời rất hệ trọng. Anh có thể trượt xuống chủ nghĩa luật pháp, anh có thể trượt xuống sự phóng túng, và anh ta cần được nhanh chóng kéo lên khỏi cả hai. Nhưng nếu anh cố tình và chủ ý chọn sống ở đó, hoặc trong lòng, hoặc trong đầm lầy, thì anh sẽ không được hưởng vương quốc. Đó là một lời cảnh cáo hệ trọng mà tất cả chúng ta cần nghe. Nhưng bây giờ hãy xét đến sự tự do là khía cạnh đẹp đẽ hơn cả. Sự tự do nói không với tội lỗi chẳng phải là một sự tự do tuyệt vời đó sao? Giờ đây anh chị em được tự do trong Đấng Christ để nói không với tội lỗi. Anh chị em không cần nói có. Như Phaolô đưa điều đó vào, tôi nghĩ là vào thư gửi Tít, ông nói, chúng ta đã được ban ân điển để nói không. Có người nói rằng đó là cách tránh thai tốt nhất cho những người chưa lập gia đình mà người đó từng gặp. Được ban ân điển để nói không. Anh chị em được tự do nói không. Rồi, bây giờ hãy xem điều gì xảy ra. Trên đây, mặc dù tôi không vẽ nó vào được, nhưng anh chị em có thể thấy trên đây có một con đường trên đỉnh và chúng ta cần tiếp tục bước đi. Như tôi đã nói từ trước, chúng ta cần bước đi trong Thánh Linh. Và khi bạn bước đi trong Thánh Linh, một điều rất đẹp sẽ xảy ra. Đời sống bạn sẽ sinh bồng trái. Bạn không thể tạo ra trái của Thánh Linh. Bạn có thể tạo ra các công việc của xác thịt, nhưng không thể tạo ra trái của Thánh Linh. Nhưng khi bạn tiếp tục đi trên sống lưng khủng long đó, đời sống bạn sẽ sinh trái. Và chỉ có một trái, với chín vị. Có nhiều công việc của xác thịt, nhưng chỉ có một trái ở số ít. Nhưng nó có chín vị. Có một trái như vậy ở Tây Ban Nha và ở Địa Trung Hải. Nó gọi là Monstera Deliciosa, hay trái bầu bà trong tiếng Việt. Có ai ở đây ăn nó chưa? Giơ tay tôi xem được không? À, anh chị em đã ăn, nên họ sẽ tin tôi. Ăn một miếng, sẽ thấy nó có vị cam. Ăn miếng nữa, sẽ thấy nó có vị chanh. Nó có đủ mọi vị trong đó. Monstera Deliciosa. Thật là một cái tên hay cho trái đó. Tôi muốn có người xác nhận là họ đã ăn nó, vì nếu không thì anh chị em sẽ lại nghĩ rằng là đây lại là chuyện bịa của mấy ông giảng đạo. Bố ơi, đấy là chuyện thật hay bố chỉ giảng thế thôi? Một cậu bé đã hỏi như thế đấy, tệ thật. Vậy là trái của Thánh Linh có 9 vị. Và cả 9 vị đều nảy nở cùng nhau. Đó là cách nhận biết trái của Thánh Linh. Anh chị em thấy có một số vị trong những người chưa tin Chúa, đúng không? Một số người chưa tin có sự vui mừng, những người khác có sự bình an, nhưng anh chị em sẽ không bao giờ thấy chín vị đi kèm với nhau, chỉ có trong Đấng Christ.
những người được đầy dẫy Thánh Linh Ngài và bước đi trong Thánh Linh Ngài. Anh chị em có thể thấy ba hoặc bốn vị trong một người tốt chưa tin, nhưng cả chín vị nảy nở cùng nhau là bằng chứng cho thấy Thánh Linh đang ở trong đời sống của người đó và họ đang bước đi trong Thánh Linh. Cả chín vị liên kết anh chị em với Chúa, với những người khác và chính anh chị em. Ba trong chín vị đó yêu thương, vui mừng, bình an, đưa anh chị em vào sự hòa hợp trọn vẹn với Chúa. Ba vị tiếp theo nhịn nhục, nhân từ và hiền lành, đưa anh chị em vào mối quan hệ tốt với những người khác, rồi trung tín, khiêm nhu và tiết độ, đưa anh chị em vào mối quan hệ tốt với chính bản thân. Chúng thật là một loại trái tuyệt vời. Nhưng tất nhiên là trái đó sẽ bị hạn chế nếu không có các ân tứ Thánh Linh. Cũng giống như các ân tứ mà không có trái đó thì sẽ không đủ. Nếu tôi đến bệnh viện để thăm người ốm, tôi có thể cho họ thấy đủ trái của Thánh Linh. Tôi có thể thể hiện tình yêu đến thăm họ, sự vui mừng, động viên họ, sự bình an, an ủi họ. Tiếp đến là nhịn nhục, nghe mọi chi tiết về ca mổ của họ, nhân từ cho họ một chùm nho, hiền lành hay tốt bụng, đề nghị chăm con giúp họ, trung tín, đến thăm họ mỗi ngày, tiết độ, rời đi khi y tá nói rằng giờ thăm đã hết. Không, không, tôi sót mất một cái. À, khiêm nhu, rời đi khi y tá bảo hết giờ thăm và tiết độ, không ăn nho của người bệnh. Anh chị em thấy đấy, tôi đã bộc lộ đầy đủ trái của Thánh Linh trong sự thăm viếng đó. Nhưng tôi chưa chữa lành cho người này vì đó là một ân tứ Thánh Linh và chúng ta cần cả trái lẫn các ân tứ. Đừng bao giờ để hai điều này nghịch với nhau. Nhưng Phao-lô nói, khi anh chị em bước đi trong Thánh Linh, trái đó lớn lên. Ở đây, ông dùng từ bước đi theo hai cách khác nhau. Thực ra là hai từ khác nhau. Rất tiếc là có lẽ bản dịch tiếng Anh hay tiếng Việt dùng từ bước theo cho cả hai. Ở cuối chương 5 là bước theo Thánh Linh và trong chương 6 là diễu hành theo Thánh Linh. Trong tiếng Hy Lạp, bước ở chương 5 là độc hành, một nghi thức của người Úc, nghĩa là đi một mình như một thổ dân. Nhưng trong chương 6, từ bước là hành quân trong Thánh Linh, bước đều với những người khác. Thú vị thật, có hai kiểu bước đi trong Thánh Linh. Một kiểu là chúng ta bước đi một mình. Kiểu kia là chúng ta bước đều với những anh chị em cơ đốc nhân khác của mình. Và chúng ta cần cả hai. Sự tự do thật là bước đều trên độ cao đó, cùng với các anh chị em của mình, cùng nhau bước theo Thánh Linh. Đó là sứ điệp của bức thư Phao-lô gửi cho người Galati. Và tôi nghĩ đó là một trong những bức thư thiết thực nhất. Đó không phải là bức thư dễ chịu nhất, nhưng tôi đồng tình với những người nói rằng thư này là đại hiến chương của sự tự do cơ đốc. Tôi thật sự tin rằng đó là một cái tên tuyệt vời cho thư này. Nếu anh chị em muốn biết lập trường về sự tự do của chúng ta ở đâu, thì đây là sự tự do của chúng ta. Rất nhiều người bảo vệ những kiểu tự do khác, tốt hoặc xấu, nhưng sự tự do mà chúng ta bảo vệ là tự do nói không với tội lỗi, sự tự do, quyền tự do của Thánh Linh để thoát khỏi cái lầm gọi là chủ nghĩa luật pháp và khỏi cái đầm lầy gọi là sự phóng túng, được ở trên đỉnh cao, tận hưởng ánh nắng của ân huệ của Chúa. Tại sao điều này lại quá thiết thực đến vậy? Vâng, thật buồn là chủ nghĩa luật pháp vẫn còn ở với chúng ta. Nó ở khắp mọi nơi. Người ta cố lên được thiên đàng bằng những việc làm riêng của mình, hoặc thậm chí là sau khi bắt đầu với đức tin, họ trở lại với những việc làm thật bi thảm. Tiến sĩ W.E. Sangster đã quá cố, từng đến thăm một người phụ nữ đang hấp hối trong bệnh viện, và ông hỏi bà đã sẵn sàng gặp Chúa chưa? Bà sẽ nói gì khi gặp Chúa? Bà ấy giơ đôi tay tiểu tụy lên và nói, tôi đã ở vậy nuôi 5 đứa con. Tôi không có thời gian đi hội thánh, đọc kinh thánh hay làm bất cứ điều gì liên quan đến tôn giáo. Nhưng tôi đã làm những điều tốt nhất cho các con tôi. Khi gặp Chúa, tôi sẽ chỉ giơ đôi tay này lên. Ngài sẽ nhìn vào chúng và Ngài sẽ hiểu. Anh chị em sẽ nói gì với một người phụ nữ như vậy? Vâng, tiến sĩ Sangster là một nhà giảng đạo cơ đốc vĩ đại, ngay cả khi giảng cho một người. Và ông chỉ nói với bà ấy rằng, thưa bà muộn mất rồi, bà muộn mất rồi. Ý ông là gì? Có người đã vào đứng trước bà. Ngài đang giơ đôi tay mình lên trước Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời không còn nhìn vào đôi tay nào khác nữa. Ý ông là gì? Bà ấy hỏi. Và ông bảo bà rằng, đừng đặt niềm tin vào đôi tay mình. Hãy đặt niềm tin vào đôi tay Ngài. Chủ nghĩa luật pháp vẫn ở với chúng ta. Nó lan tràn khắp nơi. Một người Anh bình thường sẽ nghĩ rằng làm cơ đốc nhân tức là đối xử tốt với bà mình và với con mèo.
Anh chị em biết kiểu suy nghĩ đó không? Họ nghĩ vậy đó. Tôi cũng là một cơ đốc nhân tốt như bất cứ ai đi hội thánh. Nói như vậy, tức là họ đã rơi vào chủ nghĩa luật pháp. Và chúng ta phải bảo họ rằng chỉ 100% mới đủ tốt cho thiên đàng. Và nếu anh đến đó trong tình trạng hiện tại, thì anh sẽ hủy hoại thiên đàng của mọi người khác. Các hội thánh cũng thế. Các hội thánh rất dễ thêm những quy định riêng cho thành viên của mình. Tôi đã nhắc đến 4 bậc để lên cửa trước, ăn năn, tin nhận, được bắp tem và nhận lãnh Đức Thánh Linh. Không nên đưa thêm bất cứ bậc nào để lên cửa trước của hội thánh nữa. Các bậc thang ở bên trong. Có nhiều nấc thang khác để trèo lên ở bên trong. Chúng ta sẽ thấy khi sang Führer thứ nhất hay Führer nhì, nhưng chỉ có 4 bậc ở bên ngoài. Nhưng rất tiếc là có những hội thánh nói rằng anh phải được một giám mục xác nhận, hay anh phải được thế này, anh phải được thế kia, anh phải cam kết, anh phải chấp nhận sự lãnh đạo, rồi đủ kiểu cam kết được thêm vào các bậc bên ngoài nhà Chúa. Những bậc đó ở bên trong, và chúng ta không nên thêm gì ngoài Kinh Thánh vào cửa nhà Chúa. Nếu không, chúng ta sẽ sa vào chủ nghĩa luật pháp. Và than ôi, sự phóng túng vẫn ở với chúng ta. Vẫn có những người nghĩ rằng một người vô tín ngoại tình sẽ phải xuống địa ngục, còn tín đồ ngoại tình thì không sao. Vẫn có những người tin vào điều này và tin rằng bằng một cách nào đó, tội lỗi của các tín đồ sẽ được miễn thứ. Anh có thể mất chút phước hạnh hoặc chút phần thưởng, nhưng anh không thể mất tấm vé lên thiên đàng. Galati xử lý sức mạnh điều đó và nói, anh chị em không được hưởng vương quốc Đức Chúa Trời nếu anh chị em cố tình quay lại nơi này. Hãy ở đây và đồng hành với những người khác trên sống lưng khủng long. Gió Thánh Linh thổi trên mặt anh chị em và ánh nắng của ân điển Chúa chiếu trên anh chị em sẽ làm được. Vâng, tôi chỉ còn vài phút nữa thôi đúng không? Tôi nghĩ tốt nhất tôi nên đọc một đoạn Galati cho anh chị em nghe. Đó là một sách thật hấp dẫn, nhưng hãy nghe sự nài xin của Phaolô. Thưa anh chị em, tôi xin anh chị em hãy đứng cùng với tôi. Dù sao đi chăng nữa, tôi cũng sẵn sàng giống với anh chị em. Trước đây anh chị em chưa từng khiến tôi tổn thương. Anh chị em biết rằng chính bởi sự đau yếu trong thân thể mà lúc mới đầu tôi đến nói tin mừng cho anh chị em. Chắc hẳn tình trạng của tôi là một sự thử thách thật sự cho anh em. Nhưng anh em không bao giờ lấy nó ra làm trò đùa, thậm chí không chán ghét tôi. Thật sự là anh em đã tiếp đón tôi như một sứ giả từ trời, hoặc thậm chí là chính Chúa Cứu Thế Giê-xu. Anh em đã rất vui lòng và tự hào tiếp tôi. Tất cả những cảm xúc đó đâu mất rồi. Tôi nhớ rất rõ là anh em còn ước mình có thể hiến tặng mắt mình cho tôi. Giờ anh em lại có vẻ nghi ngờ rằng tôi là kẻ thù của anh em. Có phải vì tôi quá thành thật với anh em chăng? Tôi biết là những người kia muốn xun xe với anh em, nhưng động cơ của họ không tốt. Họ muốn kéo hết anh em về với họ, để anh em cũng xun xe họ. Chớ hiểu sai ý tôi, được quan tâm đặc biệt thì bao giờ cũng tốt. Nhưng phải có mục đích đúng đắn. Anh em là mối quan tâm đặc biệt của tôi. Cho dù tôi không ở với anh em, các con của ta ơi, ta cảm thấy như một bà mẹ đang vật vã đau đẻ cho tới khi Đấng Christ thành hình trong chính các con. Ước gì ta được ở với các con ngay lúc này, để các con có thể nghe thấy tông giọng ta thay đổi. Ta thật sự rối như tơ vò, không biết phải làm gì với các con. Anh chị em có cảm thấy tấm lòng của Phaolô trong đó không? Một lời nài xin thật thống thiết. Anh em của tôi, Đức Chúa Trời đã định để anh em được tự do. Chỉ có điều là đừng dùng sự tự do này làm cái cớ để nuông chiều cái tôi của anh em xưa kia. Hãy dùng nó để thể hiện tình yêu anh em dành cho người khác bằng cách tận tâm phục vụ họ. Vì có thể tóm gọn cả luật pháp chỉ trong một nguyên tắc này, ấy là quan tâm đến anh em mình như chính mình. Nhưng nếu anh em đôi co và cắn nuốt nhau, thì coi chừng, kẻo anh em tiêu diệt lẫn nhau. Tôi chủ trương để Thánh Linh Chúa quyết định từng bước đường của anh em. Như vậy, thì anh em sẽ không cố gắng thỏa mãn những dục vọng của cái tôi xưa cũ. Nó có những thèm muốn hoàn toàn trái ngược với những gì Thánh Linh Chúa muốn và ngược lại. Hai bên đối nghịch nhau. Thế nên anh em mới thấy mình không phải lúc nào cũng có thể làm được điều mình thực sự muốn. Nếu Thánh Linh dẫn dắt đời sống anh em, thì anh em không việc gì phải sợ luật pháp. Cái thứ ông nói, chớ có ảo tưởng, không có ai có thể ngoảnh mặt với Chúa mà thoát tội. Quy luật phổ quát là người ta sẽ gặt lại đúng những gì mình đã và đang gieo. Nếu anh ta nuôi dưỡng cái tôi xưa cũ, thì anh ta sẽ gặt lại một tính cách đã hư nát.
Nếu anh ta nuôi dưỡng Thánh Linh Chúa, Thánh Linh đó sẽ sinh ra một đời sống chất lượng, bền lâu. Cho nên chúng ta đừng bao giờ chán làm điều lành. Nếu chúng ta không bỏ cuộc, thì đến một ngày sẽ có một mùa gặt lớn. Nên mỗi khi có cơ hội, hãy giúp đỡ mọi người hết sức có thể, nhất là cho những anh em trong gia đình đức tin. Hãy nhìn những dòng chữ siêu phẹo mà chính tay tôi viết. Chính những kẻ quan tâm đến vẻ bề ngoài và thích khoe mẽ đang gây sức ép để anh em chịu cắt bỉ. Họ làm vậy chẳng qua là để khỏi bị mang tiếng xấu liên quan đến thập tự giá của Chúa Giêsu. Tuy giữ phép cắt bỉ, nhưng họ không bận tâm lắm đến những điều còn lại của luật pháp Do Thái. Họ chỉ muốn anh em chịu cắt bỉ để họ có thể khoe khoang về số người cải đạo sang nghi lễ của họ. Đừng bao giờ để tôi khoe về bất cứ thứ gì hoặc bất cứ ai ngoài thập tự giá của Chúa Giêsu. Qua thập tự giá đó, giờ đây tôi đã chết đối với xã hội, và xã hội cũng chết đối với tôi. Địa vị của chúng ta trong Đấng Christ không được nâng lên nhờ chịu cắt bỉ hay bị hạ xuống vì không chịu cắt bỉ. Điều thật sự quan trọng là được biến đổi thành một con người mới từ bên trong. Tất cả những người sống theo nguyên tắc đơn giản này sẽ nhận lãnh sự hòa hợp tuyệt đối và được Đức Chúa Trời giúp đỡ trội hơn những gì đáng được nhận. Israel thật cũng sẽ như vậy. Từ nay về sau, chớ có ai quấy rầy công việc tôi thêm nữa. Tôi mang những dấu vết mà mình muốn trên thân thể tôi. Tôi mang lấy những vết sẹo về phục vụ Chúa Giêsu. Ở anh em, nguyện tình yêu của Chúa Giêsu, ông chủ thiên thượng và Chúa cứu thế được sức dầu của chúng ta đổ đầy trong sâu thẳm lòng của anh chị em. Thật đúng như vậy. Đó chỉ là một vài đoạn trong thư, một trong những bức thư quyền năng nhất mà anh chị em từng đọc. Hãy thử đọc thư này ở một bản dịch hiện đại nữa. Chỉ vậy thôi. Nguyện Chúa ban phước cho anh chị em.